Ngày 7 tháng 3 thì cổ phiếu PPS đã cho một cái cây à, rút chân tương đối kinh khủng à, khiếp quý chị từ đây chúng ta là sàn Hà Nội đâm ra nó hay quá có quả dập như thế này với khối lượng thấp hơn trung bình 30 phiên thì chúng ta vẫn có thể là tiếp tục nắm giữ được một cái vùng kháng cự đâu đấy vùng 29.26 và hỗ trợ vùng 23.88 ở trong cái nhịp này quý chị nhá nếu mà quý chị cầm thì có thể là chú ý giúp em là, là tích cực thì chúng ta có thể cầm đến đáo hạn phái sinh tháng 5 đối với mã PPS tất nhiên là cái cái, cái cái việc cân uh, phân bổ nạp mới để uh, sức chịu đựng của anh chị mình chị phải cân nhắc cái tỷ lệ uh, chỗ lời cắt lỗ nhá.